Giá như thế nào thì chất lượng sẽ tương xứng như thế đó là câu nói tôi dành cho nhà hàng này. Khi mà mỗi người ăn phải ít nhất hơn 1,3 triệu. Ở Sài Gòn hơn 25 năm nay mình lần đầu tiên bước chân vô New World luôn đó. Hôm nay tụi mình sẽ khám phá thử 1,3 triệu ăn buffet thì có xứng đáng không nha. Hello ở Tây Bê nè. Bắt đầu từ la hải sản với hai khu vực. Hải sản đã được chế biến như là nướng phô mai, nướng mỡ hành nữa nè. Nhà hàng cũng có luôn sò dương, sò mai. Những em hải sản được chế biến như thế này mọi người cũng có thể tự order. Ví dụ như là có sò đẹp rất là to, order nướng phô mai là cực kỳ ngon luôn á mọi người. Khu vực thứ hai là những em hải sản đã được luộc sẵn. Cua, bào ngư, vẹm biển, hào, ốc hương đều đã được hấp chín có thể thưởng thức cùng với lại muối ớt xanh. Khu vực này thì chỉ có một em còn sống thôi, đó chính là hào nha, béo múp rụp luôn. Có cả sò huyết cực kỳ to, có thể nhờ đầu bếp chế biến theo hướng mình thích. Sau quầy hải sản sẽ là ẩm thực những nước khác như là ẩm thực Trung Hoa, xíu mại, cá cảo, vịt quay, heo quay hay ẩm thực Nhật Bản, sashimi các kiểu. Món Âu thì có sườn cừu nấu chậm, sườn heo ướp, pizza, bò hầm, steak phải có loại phô mai ăn kèm với thịt xông khói. Đó là phải gắp cái miếng thịt này nè, cực kỳ mềm luôn. Hồi lúc còn đi du học là tôi cực kỳ thích ăn phô mai với lại cờ luôn, không hiểu sao hỗn hợp với lại mấy cái thịt xông khói này lắm á, kiểu kỳ kỳ. Điểm cộng siêu to bự đó chính là quầy salad cực kỳ nhiều loại và có thể tự mix được. Nhưng mà ai lười như tôi thì thôi gắp cỏ ngó sen đi nha, chua chua. Cuối cùng chính là quầy đồ Việt với lại bánh cuốn, bún chả cá, ốc hương, trứng muối. Ở đây là chỉ có từ no đến nó thôi, ăn cái gì thì ăn để dằn bụng, ăn tráng miệng nè. Thì có banana, cotta, xoài, cái này mà để lạnh nữa ăn sẽ ngon hơn nha. Thêm các loại kem và tráng miệng, hoa quả. Bây giờ thì tôi review liền cái mục quan trọng nhất của ngày hôm nay, chất lượng của tôm hùm, để coi có xứng đáng với lại cái giá tiền ngày hôm nay mình bỏ ra không. Tôm hùm Nha Trang tôi đánh giá là có độ tươi, thịt săn chắc, không bị bở, cực kỳ là ngọt thịt luôn. Đây cũng là một trong số hiếm những nhà hàng năm sao mà tôi đánh giá chất lượng hải sản ngon. Hải sản thì cứ yên tâm, nhà hàng đã chuẩn bị sẵn một cái chén nước chanh như vậy để rửa tay rồi. Sashimi khi nào mình ăn thì đầu bếp mới cắt, giữ được cái độ tươi béo, có các loại cá hồi, cá ngừ và cá trích. Mọi người nhất định phải order riêng cái sò điệp nướng phô mai hoặc là hào phô mai béo ú luôn. Nếu mà có một góp ý nho nhỏ thì tôi cảm thấy là cái phần chế biến nó chưa có được đa dạng, chưa có nhiều loại sốt khác nhau. Nhưng so với những nhà hàng buffet khác thì tuổi đời buffet chưa được lâu năm. Bù lại nha, không gian chất lượng, hải sản lại tươi. Ngay trung tâm quận 1 thì hoàn toàn xứng đáng với giá rồi. Ai mà đang tìm một địa điểm hẹn hò lãng mạn cho những dịp cực kỳ quan trọng thì đây nha mọi người.